với phía công ty, và là công ty rất là đông đúng không ạ, và chỗ này tôi đếm sơ cũng phải trên 60 người rồi, rất là tuyệt vời. Thì nền tảng TikTok hiện nay, các anh chị nhìn trên cái slide này, nó sẽ có 5 cái module chính nhá. Ở thời điểm này là tháng 11 năm 2022. Thế nhưng mà nếu mà tầm này sang năm mà các bạn học thì có thể lại lên đến 7 module. À, bởi vì chúng ta biết rằng là các cái nền tảng mạng xã hội, các cái nền tảng công nghệ thì nó thay đổi theo chu kỳ, tức là nó update sản phẩm. Thì chúng ta viết sách cũng như vậy thôi, chúng ta cũng phải update sản phẩm. Đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy là có 5 cái nền tảng chính. Nền tảng thứ nhất là TikTok profile, hay chúng ta hay gọi là TikTok kênh ấy. Thế thì chiến lược ở đây là gì? Chiến lược là phía công ty cần có một cái kênh của MC Book hay là kênh của Bitbook của các bạn. Và ngoài ra các bạn sale đều có mỗi người một cái kênh. Thí dụ như là Phan Anh Bitbook. Nếu tôi làm Bitbook, các bạn hiểu ý tôi không ạ? Tôi sẽ làm là Phan Anh Bitbook. Hay là tôi là công ty tôi là PA Marketing thì tôi sẽ làm là Phan Anh PM. Đấy, để cho người ta biết đến tôi, và tôi sẽ dùng cái kênh đó để bán hàng cho các sản phẩm và dịch vụ của tôi. Đấy. Thứ hai là chúng ta phát triển cái kênh này thật là mạnh để chúng ta trở thành một cái người nổi tiếng. Đấy, và bây giờ người ta hay thường nói về cái gọi là marketing trên nền tảng của những người tin rằng là các bạn đã xuất bản những cuốn sách như là 1 triệu follow, hay là marketing bởi những người ảnh hưởng. Ngày xưa ấy, ngày xưa chúng ta nghĩ rằng là phải là ngôi sao ca nhạc, ngôi sao điện ảnh thì mới là những người nổi tiếng. Nhưng bây giờ mạng xã hội cho phép bất kỳ ai đều có thể trở thành người nổi tiếng. Có đúng không ạ? Miễn là bạn đủ kiên nhẫn, bạn làm một cái gì đó trên một cái nền tảng nào đó. Một cô bé học lớp 10, lớp 11 hoàn toàn có thể trở thành một người gọi là rất nổi tiếng ở trên TikTok, bởi vì cô ấy có khoảng 2 triệu, 3 triệu người theo dõi. Nhưng trong khi đó anh Hùng đúng không ạ? Hay là thầy Phan Anh đúng không ạ? Vâng, rất là thành công về mặt học vấn, rất là thành công về mặt công việc, nhưng chưa chắc đã có ai theo dõi. Bởi vì anh Hùng và tôi không phát triển kênh TikTok. Một bạn học sinh lớp 10 chỉ cần suốt ngày là đứng ở sân trường nhảy. Các bạn biết rằng TikTok là mạng xã hội người ta gọi là short video for entertainment, tức là các cái nền tảng là video ngắn dành cho giải trí. Vậy bạn nhớ rằng có hai từ khóa đấy là video ngắn và giải trí. Nếu bạn làm video không có tính giải trí thì gần như bạn sẽ mất cơ hội thành công với TikTok. Đấy, bí quyết của việc làm video TikTok đấy chính là phải nhớ từ khóa giải trí. Nó đứng giữa sân trường, đúng không ạ? Nó chưa sinh vì nó có 15, 16 tuổi, nó chưa dậy thì hết, chưa hấp dẫn về mặt hình thể, nhưng tại sao nó vẫn có lượt theo dõi rất lớn, đúng không ạ? Rõ ràng là những cái động tác bạn ấy nhảy đẹp, cái khuôn mặt của bạn ấy có cái vẻ đẹp của sự ngây thơ, và người ta thích cái sự ngây thơ đó và cái kênh của bạn ấy. Tối qua tôi có một bạn chat cho tôi nói rằng là em muốn xin tích xanh của TikTok. Thì tôi đang bảo là đợi để anh kiểm tra và anh báo phí cũng mấy chục triệu đấy ạ. Vâng. Thế là dần dần nó hình thành nên những cái mảng dịch vụ kiếm tiền rất là hay. Các bạn thấy rằng nếu mà các bạn đi sâu vào một cái mảng miếng, một cái nghề nghiệp nào đó, các bạn sẽ kiếm được tiền với cái mảng miếng và nghề nghiệp đấy. Ví dụ như các bạn làm sách, tôi nghĩ rằng là có rất nhiều cách để kiếm tiền. Còn tôi làm những cái này thì xin một cái tích xanh bây giờ Facebook là 100 triệu, đưa tiền ngay mà còn không dám nhận. Bởi vì xin tích xanh Facebook bây giờ quá khó. Thế nhưng mà xin tích xanh TikTok bây giờ rất là dễ. Đấy, thì phí có thể là chỉ mất khoảng 10-20 triệu là xin được thôi. Thực ra cái đấy là mình có mất gì đâu, mình lấy tiền công thôi mà. À, khi mà các bạn nổi tiếng rồi thì các bạn có thể kiếm tiền này, các bạn có thể bán hàng này, các bạn có thể livestream thuê này, và các bạn có thể hợp tác với các nhãn hàng, đúng không? Và anh tôi nghe anh Hùng nói là công ty có cái chính sách khuyến khích cho các bạn là ngoài kiếm tiền với MC Book hay Bizbook xong thì các bạn có thể kiếm thêm. Thế thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cái rất là cởi mở của công ty. Thế thì bạn muốn bán được, muốn kiếm được thì bạn phải tập trung vào cái kênh này. Đấy, và muốn tập trung vào kênh này thì bạn phải có định hướng xây dựng thương hiệu, bạn phải phát triển kênh, bạn phải sản xuất video và có những cái kịch bản video hấp dẫn.
Thì đây là đang nói sơ về mô hình. Đấy, và các bạn nhìn thấy nó có cái mũi tên hai chiều rất là nhằng nhịt, đúng không? Và cái gốc rễ của TikTok ấy là các bạn phải làm TikTok kênh. Bởi vì bạn muốn live stream bán hàng, hiện nay TikTok cho phép live stream giống như Facebook, giống như YouTube. Nhưng nếu mà kênh của các bạn không có người theo dõi, các bạn bật live stream lên thì sẽ không có người xem. Nhá. Mình đi học mình nói rằng là về live stream bán hàng trên TikTok, nhưng mình lại phải hiểu rằng là nếu mình không có lượt xem, không có lượt theo dõi trên TikTok thì mình sẽ không bán được hàng. Và hiện nay TikTok quy định là 1.000 theo dõi thì mới được phát live. Đấy, tối thiểu nhá. Thế nhưng mà 1.000 theo dõi mà mình phát live vẫn không có người xem. Thì tôi sẽ trình bày cái phần live stream sau. Tôi đang trình bày cái sơ đồ mối quan hệ của nó để các anh chị và các bạn hình dung ra được. Đấy. Tiếp theo là TikTok Shop. TikTok Shop thì các anh chị biết rằng là nó chính là một nền tảng thương mại điện tử. Nó không phải là một tính năng bán hàng đơn thuần giống như là e-commerce của Facebook. Các anh chị có hiểu ý tôi nói không ạ? Ở đây các anh chị đã mở TikTok Shop chưa? Tạo TikTok Shop chưa? TikTok Shop nếu mà cái chiến lược phát triển của nó về mặt lâu dài, tôi nghĩ rằng nó sẽ giống hết cái trang Shopee ấy. Rất nhiều tính năng. Và hiện nay các bạn vào thì đã có là trang gian hàng này, có thanh toán, có giao vận, có khuyến mại, có marketing nội sàn rồi. Rất kinh khủng. Và chiến lược của nó sẽ trở thành một sàn thương mại điện tử. Bởi vì những nền tảng được phát triển bởi Trung Quốc là bao giờ nó cũng sẽ gắn liền với sàn thương mại điện tử. Bởi vì Trung Quốc nó rất mạnh về thương mại, về sản xuất. Nó sử dụng những cái công cụ này để đưa sản phẩm của nó sang nước ngoài. Nếu các anh chị để ý, các anh chị mua hàng trên Shopee, hiện nay có rất nhiều người bán trên Shopee là người nước ngoài. Mà nước ngoài ở đây là người nào? Người Trung Quốc. Thỉnh thoảng mình mua ở trên một cái gian hàng, nó sẽ báo là hàng sẽ được chuyển về từ nước ngoài, bạn vui lòng đợi 3 năm, 7 ngày, 10 ngày, có đúng không ạ? Và chuyển đấy, hàng đấy chuyển từ đâu? Từ Trung Quốc sang. Đấy, người ta gọi là phương pháp bán hàng xuyên biên giới. Đó. Và MCBook hay là Bizbook, các bạn hoàn toàn có thể tính đến chuyện là xuất bản sách bằng ngôn ngữ khác và dùng các nền tảng này bán sang các thị trường khác. Ở đây không biết là các bạn đã nghe chuyện là rất nhiều bạn trẻ Việt Nam đang bán sách sang Thái Lan, các bạn đã nghe bao giờ chưa? Đã nghe chuyện đấy bao giờ chưa? Cái đội mà làm dropshipping ấy, là hiện nay các bạn ấy đã xuất bản sách bằng tiếng Thái, tất nhiên là xuất bản lậu, bằng tiếng Thái và bán trên Facebook, bán cho người Thái. Lấy một quyển sách, ví dụ của ông Phan Anh, sau đó thuê một người Thái dịch, xong đó bán rất được luôn. Chi phí in ấn của mình thấp, chi phí tác quyền của mình thấp, quy mô thị trường sách của mình bé. Và MCBook và Bizbook, đây tôi xin phép chém gió nhé, tại vì thằng nói bao giờ nó cũng dễ hơn thằng làm. Vì tôi là thằng nói, có hiểu không? Thì các anh chị nên nhìn theo hướng ngược lại. Hiện nay rất nhiều đơn vị sách là kiếm một cái cuốn sách ba lăng nhăng trên Amazon về, xong đó là dịch và xuất bản, đúng không ạ? Vậy bây giờ các bạn làm điều ngược lại giúp tôi là gì ạ? Kiếm một cuốn sách thật ngon của Việt Nam, dịch sang tiếng Anh và bán ngược lên Amazon. Tin tôi đi, và các bạn sẽ thấy là nó khủng khiếp cỡ nào. Tại vì thị trường sách của Amazon ấy, nó cực kỳ lớn. Và tác quyền nó trả rất cao. Các bạn biết là Tổng thống Obama nhận lương một năm. Lương một năm của ông ấy có 44.000 đô thôi. Nhưng mà riêng tiền sách ông ta viết trong thời kỳ ông ta làm tổng thống là nhận các C là 3 triệu đô. Và chuyện này các bạn hoàn toàn có thể check, kiểm chứng được. Không phải là thầy Phan Anh chém gió, đúng không ạ?